Mình xin một phút để quảng cáo nha. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ quảng cáo cho bạn là một cái game, đó là tựa game V99. Thì tựa game này các bạn có thể vừa chơi giải trí, vừa có thể chơi lãnh được thưởng luôn nha các bạn. Thì V99 thì các bạn có thể chơi trên điện thoại trực tiếp hoặc là các bạn chơi trên máy tính nha. Thì nói chung chơi bên nào nó cũng như nhau hết, các bạn yên tâm nha. App này thực sự nó có rất là hay, cái game này vừa chơi vừa rút tiền được, có thể thêm được thẻ ngân hàng. Đây thì cho bắn cá thì nó có những cái mức khác nhau, ví dụ như 1 đồng, 100 đồng, 1.000 và 10 đồng, thì các bạn có thể vô những cái phòng khác nhau để các bạn có thể chơi và lãnh thưởng nha. Đây mình sẽ trải nghiệm trò bắn cá cho các bạn xem. Đây các bạn thấy không, ngoài trò bắn cá ra thì chúng ta có thể chơi được quân cấp, 3 cây lông hổ và sóc đĩa nha các bạn. Thì mình sẽ vào sóc đĩa cho các bạn xem. Đây đó, đây là cái giao diện của trò sóc đĩa, thực sự nó rất là hoàn hảo, rất là sắc nét và sặc sỡ nha các bạn. Thì các bạn có thể chơi rất là đơn giản luôn, với là âm thanh sống động, các bạn có thể đặt chẵn lẻ tùy theo các bạn thích. Ngoài ra các bạn có gì thắc mắc có thể các bạn có thể liên hệ với chăm sóc khách hàng, và các bạn có thể xem được thông báo sự kiện ký bằng số điện thoại, không lo mất mát về tài khoản của các bạn, bảo mật rất là kỹ lưỡng. Game này mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn, và để số hỗ trợ nếu các bạn cần thiết thì các bạn liên lạc và hỗ trợ đến game để game có thể hỗ trợ các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem clip quảng cáo game V99 của mình sẽ để link ở dưới phần mô tả cho các bạn tải về và chơi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy. Cá được. Quay. Yeah. Xe bơi này. Quay mới nổ rất tốt cho sức khỏe mọi người nhá.